Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói về chàng trai lên show hẹn hò gây choáng với phát ngôn lấy phụ nữ xấu quá, làm hỏng một đời con cháu. Với việc chê bai phụ nữ xấu sẽ ảnh hưởng đến đời con cháu, nam chính trong show hẹn hò đã bị MC Huyền Linh chấn chỉnh, khán giả kịch liệt ném đá. Khó khăn trong việc tìm kiếm một nửa của mình, rất nhiều người đã đến các chương trình hẹn hò mong thoát ế. Thế nhưng nhiều người lại đặt ra những tiêu chí đòi hỏi quá cao, khiến các ông tơ, bà mối ngán ngẩm, còn khán giả thì kịch liệt ném đá. Cụ thể, trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, tập 606 là sự kết duyên của anh Nguyễn Thành Đạt, 33 tuổi, đến từ Thanh Hóa, và nữ giảng viên Đại học Bùi Thị Khuyên, 31 tuổi. Ban đầu, anh Đạt cũng chiếm được cảm tình của khán giả và hai MC, vì cách nói chuyện thật thà, chân chất. Nhưng càng về sau, người xem càng bức xúc vì phát ngôn trọng ngoại hình khi nói về mẫu phụ nữ anh thích. Anh cho biết về mẫu phụ nữ lý tưởng, rất đơn giản thôi, chỉ cần khuôn mặt ưa nhìn. Em thích phụ nữ có vòng ba, vì con gái mà vòng ba không có thì nhìn rất buồn cười, nhìn nó chán lắm. Trước đó, anh từng trải qua ba mối tình. Trước câu trả lời của anh, MC Huyền Linh tỏ ý không hài lòng và nói, quan trọng là mình yêu thương, chăm sóc cho nhau thôi. Nghe vậy, nam chính liền đáp, anh ơi, yêu thương thì nó cũng có một tí cảm xúc. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không nhìn được thôi. Xấu thì cũng xấu vừa thôi, chứ phụ nữ mà xấu quá, thì em nói thật với anh, nếu mà hai nhà có ép lấy nhau là hỏng một đời con cháu. Dù vậy, nữ giảng viên Đại học Bùi Thị Khuyên vẫn nhấn nút hẹn hò để cho đối phương cơ hội tìm hiểu. Sau khi chương trình phát sóng, anh Đạt đã nhận nhiều sự chỉ trích của khán giả vì cho rằng anh quá vô duyên khi chê bai phụ nữ xấu, sẽ làm ảnh hưởng đến thế hệ con cháu sau này. Trước làn sóng phẫn nộ của khán giả, có lẽ người trong cuộc cũng đã biết được. Nữ chính của câu chuyện, cô giáo Khuyên đã để lại bình luận, khuyên mọi người nên thông cảm và có cái nhìn thoáng hơn vì đó là quan điểm sống cá nhân của mỗi người. Sau chương trình, cô và anh Đạt có duyên, nhưng không thể thành đôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ. Bản thân mình nghĩ, ai cũng có cá tính, đặc điểm và suy nghĩ riêng, đó là quyền cá nhân. Và mình tôn trọng điều đó. Nếu như quan điểm của họ không phù hợp với mình, thì mình sẽ im lặng chứ không chỉ trích. Vì vậy, mình hy vọng rằng, mọi người cũng nên thông cảm và hiểu cho suy nghĩ của bạn nam. Lời nói tuy không phải là dao, nhưng sắc hơn dao. Mình và bạn nam tuy có duyên, nhưng chưa tới nợ. Hy vọng mọi người vẫn luôn yêu thích chương trình và ủng hộ chương trình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Sau đó, anh Đạt cũng có chia sẻ rằng, theo quan điểm của cá nhân tôi nhận định không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không nhìn được. Không nhìn được ở đây có rất nhiều khía cạnh để đánh giá là không nhìn được, còn ở thời đại 4.0 hiện nay, xấu thì làm việc gì cũng khó. Trong tình yêu, nếu bạn nhìn thấy một cô có vẻ ngoài không bắt mắt, thì bạn có thèm quan tâm tới tâm hồn người ta ra sao không? Dân gian có câu, con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt, nếu nhìn không bắt mắt, không hợp gu mình thích thì chẳng bao giờ xin số làm quen, hay tìm hiểu làm gì cả. Còn trên mạng xã hội, mọi người đều có quyền tự do ngôn luận, nên ai hợp ý thì khen, ai không hợp thì họ chê, họ chửi. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.